Diệu Nhi và anh Tú, cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến, sau 7 năm tìm hiểu đã về chung một nhà trong một hôn lễ ấm cúng tại Phan Thiết vào tháng 10 năm 2022. Họ khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi hôn lễ đáng nhớ mà còn bởi cuộc sống hôn nhân mà nhiều người ao ước. Dù không thường xuyên đăng đàn trên mạng xã hội, mỗi hành động nhỏ của họ cũng đủ để minh chứng cho một tình yêu đẹp. Như việc anh Tú không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ đối với sở thích của vợ bằng cách mặc áo in hình Diệu Nhi khi cùng cô đến xem concert của Blackpink. Mối quan hệ của họ cũng được thể hiện qua việc tôn trọng không gian riêng tư, khi cả hai đều có những hoạt động nghệ thuật riêng biệt mà không cần sự xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Trong ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, thay vì những bức ảnh lãng mạn, họ lại chọn cách chia sẻ hình ảnh ghép đầy hài hước, phản ánh lối sống thực tế và bận rộn của mình. Với sự nghiệp đang lên và nhiều dự án cá nhân, Diệu Nhi và anh Tú vẫn không quên là hậu phương vững chắc cho nhau, minh chứng cho một tình yêu không chỉ có sắc màu của ánh đèn sân khấu mà còn ấm áp và bền vững trong đời thực.